tuyệt quá. Nước đã chuyển thành màu xanh. Mình thành công rồi. Alo. Alo cái gì chứ? Anh hẹn em 7 giờ tối nay đi ăn tối và xem phim mà. Em đợi anh ở nhà cả tiếng rồi. Thôi chết. Đã 7 giờ rưỡi rồi à? Anh mãi làm việc nên quên mất. Anh xin lỗi nhé. Anh đến ngay đây. Đợi anh nhé. Thôi chết. Lại dở cái gì rồi? Hả? Cái bệnh không dở sao? Lạ thật. Thôi kệ, để sao vậy? Phim hay quá anh nhỉ? Hai diễn viên đóng chính rất đạt và tình cảm. Có khi nào ngoài đời họ là một đôi không? Tại sao cái bình lại không dở? Trước đó mình đã đựng dung dịch gì trong đó nhỉ? Anh Benedictus. À, em định nói gì? Em nói đi, anh nghe đi. Em nói xong lâu rồi. Anh không nghe em nói gì sao? Trông anh chẳng tập trung một chút nào. Anh đang nghĩ đến cô nào đấy? Em gọi anh nãy giờ mà anh chẳng nghe gì cả. Anh xin lỗi. Anh đang nghĩ về chiếc bình thủy tinh trong phòng thí nghiệm thôi. Chiếc bình thủy tinh thì có gì mà nghĩ chứ? Anh lại nói dối em đúng không? Anh đang nghĩ đến cô nào à? Không, anh nói thật mà. Hôm nay trong lúc làm thí nghiệm, anh lỡ tay làm rơi một chiếc bình thủy tinh từ trên bàn cao xuống đất. Vậy mà nó lại không dở chứ. Em thấy có kỳ diệu không? Anh nói dối, làm gì có cái bình thủy tinh nào mà rơi không vỡ. Ơ kìa, Mary. Ơ kìa, anh nói thật mà. Em hiểu lầm anh rồi. Chiếc bình đó không dở thật mà. Em không tin, em ghét anh. Anh bỏ em ra đi. Mary. Bác sĩ, tình hình bạn gái tôi và người lái xe đó thế nào rồi ạ? Bạn gái anh bị gãy chân. Ngoài ra còn có những vết thương ngoài da do kính vỡ của xe ô tô bắn vào. Còn người tài xế bị nặng hơn do bị các mảnh kính vỡ từ cửa xe phía trước đâm vào chỗ hiểm làm chảy máu và bị thương rất nhiều. May mắn là vẫn giữ được tính mạng. Anh đã liên lạc với người nhà của họ chưa? Dương, tôi đã liên lạc rồi ạ. Chắc một lát nữa họ sẽ đến thôi. Cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy thì tốt, anh có thể vào thăm bạn gái anh được rồi. Cũng may là chỉ bị gãy chân thôi, không nguy hiểm đến tính mạng. Anh xin lỗi vì đã khiến em tức giận nên mới bỏ đi và bị tai nạn như vậy. Phải rồi, nếu như kính của ô tô cũng có thể như chiếc bình thủy tinh của mình không dở dụng ra thì sẽ đỡ nguy hiểm hơn cho mọi người. Nhất định chiếc bình này ẩn chứa một bí mật, mình nhất định sẽ tìm ra. Cellulonitrat, có khi nào chính nó khiến cho thủy tinh bền hơn và không bị dở? Mình phải thử lại mới được. Tuyệt quá, tìm ra rồi. Ta đã tìm ra rồi. Anh đưa em tới đây làm gì? Anh đã phát minh ra loại thủy tinh không vỡ rồi. Thủy tinh không vỡ? Có loại thủy tinh đó sao? Anh sẽ ném cái bình này xuống đất. Anh định làm gì thế? Nó sẽ vỡ. Ôi! Mary, em nhìn xem có vỡ không? Chẳng vỡ thì sao? Anh ném thế không vỡ mới lạ. Hả? Thật không thể tin nổi. Anh ném thế mà nó không vỡ sao? Anh đã nói rồi mà, anh đã phát minh ra thủy tinh không vỡ. Anh thành công rồi. Sau đó, qua nhiều lần thí nghiệm, Benedictus đã cho ra đời một loại thủy tinh an toàn.
đập không vỡ mà nó được sử dụng rộng rãi ở ô tô, xe lửa, máy bay, tàu thuyền cho đến tận ngày nay. Bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về nhà hóa học người Pháp Edward Benedictus, người đã phát minh ra thủy tinh không vỡ.